Đó, các bạn thấy không? Mới tha vô chừng nãy giờ chừng. Hello, hello, xin chào cả nhà nha. Thì sáng nay ngủ thức dậy đó cả nhà. Thì mình phát hiện cái tay mình bị dời ăn, các bạn xem nè. Một đốm luôn. Bây giờ thì mình phải đi xuống ngay dưới sông này để xức cái cây đổ trọng này vào. Cây đổ trọng này nó rất là hay nha các bạn. Ghét quá, để gần gần luôn. Thế nữa không? Các bạn thấy không? Mới tha vô chừng nãy giờ chừng nửa tiếng mà khô rồi đó các bạn. Rất là hay, cây đổ chậm rất là hay.